Ngày 20 tháng 4, hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng tàu vũ trụ Starship thế hệ mới, lần đầu tiên sử dụng tên lửa Super Heavy trong chuyến bay thử nghiệm không có người lái. Chỉ vài phút khi rời bệ phóng, con tàu cùng tên lửa đã nổ tung trong không trung. Tàu Starship được phóng thành công tại sân bay vũ trụ Starbase của SpaceX ở Boca Chica, bang Texas. Chuyến bay dự kiến sẽ kéo dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên trang web và trang Twitter của SpaceX. Tuy nhiên, khoảng 4 phút sau khi phóng, Starship đã nổ tung giữa không trung. Được biết, con tàu đã lên đến độ cao gần 32 km thì nổ tung và bốc cháy. SpaceX cho biết đây là kỳ tích khi lần đầu tiên tàu Starship tích hợp và tên lửa đẩy hoạt động trơn tru, khẳng định đây vẫn là cuộc phóng thử thành công. Trên Twitter, tỷ phú Musk thông báo cuộc thử nghiệm tàu Starship tiếp theo sẽ diễn ra trong những tháng tới.